6/2021. 30 tháng 4 2021 vừa qua đã chấm dứt cái sự mà cô lập riêng của những người dân trong làng, chung của tất cả Phật tử và những người đã theo cái chương trình của hệ thống chùa Tầm Nguyên làng A Di Đà trong suốt hơn 10 năm qua. Chúng tôi là Michael Hòa. Hôm nay không những là phóng viên của đài truyền hình ABTV 21.12 ở thành phố Houston này, rất là vinh dự đứng trên này một lần nữa được phép của sư phụ Thích Tông Lai, cũng như là quý tăng ni và tất cả quý Phật tử ở đây, để làm một cái chương trình trước ngày 19 tháng 6, tức là ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị nào chưa có về làng và đây là lần đầu tiên, thì chút xíu nữa chúng tôi được phép chia sẻ một cái tí xíu tiểu sử của làng, cũng như là hướng dẫn quý vị một tí xíu sau khi chúng ta đã rước di ảnh và các quân kỳ vào bên trong, thì bên trong nó mát hơn, thoải mái hơn, quý vị sẽ thấy cái sự trang nghiêm và cái sự gọi như là có một không hai ở tại Hoa Kỳ. Ở đây sư phụ Thích Tông Lai rất là thoải mái, chúng tôi xin phép được dùng cái chữ thoải mái ở đây là cho phép chúng ta có thể lên tiếng chia sẻ sau khi tất cả những buổi lễ chính đã chấm dứt. Ngày hôm nay chúng tôi cũng được phép là trước khi giới thiệu tất cả quan khách ở đây, thì chúng tôi xin giới thiệu trước hết là sư phụ Thích Tông Lai, chủ trì và sáng lập viên của hệ thống chùa Tầm Nguyên làng A Di Đà. Thích Tệ Không, phó chủ trì ngày hôm nay cũng ở đây, có mặt ngày hôm nay. Thầy Thích Tệ Hỷ, ngày hôm nay quý vị không nhận ra, trong bộ quân phục hải quân thì ngài là nguyên sĩ quan hải quân. Ngày hôm nay là sĩ quan nghi lễ của chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay thì Thích Mật Hạnh là tuyên úy của quân đội của sư đoàn biệt động quân ở tại Houston cũng có mặt. Ông bà trưởng làng của làng A Di Đà, ông bà Thiện Tâm có mặt ở đây ngày hôm nay. Thiện Tâm là tên pháp danh. Có nhiều người thắc mắc, cái câu thắc mắc này có lẽ là lúc nào trong hơn 10 năm qua khi Michael Hòa đứng trên này làm MC ai cũng hỏi ông tu hay là ông như thế nào, và nhân duyên như thế nào. Cái nhân duyên là sư phụ cho phép Michael Hòa làm việc này. Trong có lẽ ít người biết, ông chủ làng cũng xuất thân là người Công giáo, Michael Hòa là người Công giáo. Để thể hiện là chúng ta đến đây với cái tinh thần thứ nhất là cái tinh thần của người Việt quốc gia, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tinh thần tôn thờ tổ tiên, cái tứ ân mà sư phụ hay chia sẻ. Trong đó chúng tôi được hai cái tứ ân đó, sư phụ được bốn cái tứ ân đó, chúng tôi chỉ có hai cái tứ ân đó mà thôi. Và rất là vui ngày hôm nay trong cái chương trình này có hội cảnh sát, có biệt cách dù lực lượng đặc biệt thủ lục chiến, có anh Duyệt đến từ Dallas. Chút xíu nữa chúng tôi được phép để mà giới thiệu từng cá nhân đã có mặt ở đây sau khi chúng ta vào bên trong nó mát hơn. Sau đây chúng tôi mời tất cả quý vị cùng chúng tôi với lại sĩ quan nghi lễ ngày hôm nay bắt đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay, là trước hết là nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật giáo kỳ, phúc mặc niệm, rồi sau đó là nghi thức của chúng ta. Dạ, kính thưa quý vị, last but not least, Michael Hòa là một người Công giáo, mà anh là thầy mấy rồi anh? Riêng đối với làng A Di Đà này, Michael Hòa là đại đức danh dự của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Và kính thưa quý vị, tiến tới đây anh Michael Hòa sẽ là người hướng dẫn đưa tất cả những lá cờ danh dự này và những hương linh của những chiến sĩ của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi
vào trong đền thờ anh hùng Vị Quốc Quan Thân, thờ chung với tất cả các tướng lãnh đã hy sinh ngày 30 tháng 4, và có những người hy sinh sau đó như Trung tá Long, Thiếu tá Long, Đại tá Hùng Ngọc Cẩn, vân vân. Và giờ đây để khỏi mất thì giờ, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng đứng lên để nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ. Toán hầu kỳ chú ý. Toán hầu kỳ thao viếng quý. Nguyên toán quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, quốc kỳ Hoa Kỳ và cờ cảnh sát quốc gia tiến vào vị trí hành lễ. Toán hầu kỳ, các vị giữ quốc kỳ đứng yên, riêng chỉ có toán hầu kỳ thôi nha. Thao viếng quý. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Thượng kỳ. Đồng lòng cùng đi, đi xin tiếp đi thân thân, vì tương lai quốc dân cùng sông pha hóa đen, làm sao cho nơi sông từ nay luôn vững bền, dù cho hay coi trên dương cao, tổ nước kia nhau đào biết bao, nói ra. Toán hậu kỳ đệm tới. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Toán hậu kỳ thao hiến bí. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Quốc ca Hoa Kỳ thượng kỳ chào tới. Chào. Stripes.
ok. Đấy. Chết. Sau đây là lễ chào Phật Giáo Kỳ. Phật Giáo Ca bắt đầu. Thượng Kỳ chào bái. Sau đây chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị và các an tọa và kính mời. Xin quý vị bằng đứng. Tất cả chú ý. Sau đây là một phút mặc niệm. Hỏi sư phụ chúng tôi. Kính thưa quý vị, xin chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới tất cả những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Giáo đã phục vụ trong các quân binh chủng, được gọi là Ngày Quân Lực. Ngày hôm nay 19 tháng 6 được tổ chức sớm tại làng Di Đà, Condo, Texas, Hoa Kỳ thuộc hệ thống chùa Tổng Nguyên do Tỳ Kheo Thích Thông Lai chủ trì. Tại sao tôi lại chọn ngày này sớm? Lý do là trong cái nghi lễ này có nhiều chiến sĩ, cảnh sát quốc gia, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, biệt động quân phải tham dự lễ 19 tháng 6 ở tại thành phố Houston, tức tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Cho nên dành một tuần lễ trước đó là ngày hôm nay. Quý vị nhìn về đền thờ Tổ quốc ghi ơn, tất cả những lá cờ của các quân binh chủng thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từ hải lục không quân, từ các sư đoàn bộ binh, từ sư đoàn 1, sư đoàn Gracias.
Tốt bằng nhận nắng nó nóng quá. Nó bảo vệ máy đó mà. Nó đứng lúc mình chưa phót sao vậy nó lên. Mất hết luôn. Khi mà chào cờ đó quý vị đứng ở đây. Mình chưa phót mà, nó tự nó phót lên. Nó ô tô luôn. Lúc mà rước, bắt đầu rước là đi đồng. Vô lại thì không vô lại sau giờ cờ đó là ông trưởng làng, ông trưởng làng đó. Rồi sau đó thì di ảnh, trong di ảnh đó, nếu mà quý vị nào có quốc phục đứng hai bên nhá. Bây giờ chúng tôi mời tất cả quý vị có quân phục làm ơn tiến về phía trước. Con đưa cái máy này vô. Dạ. Khi mà làm lễ chào quốc kỳ thì xin tất cả quý vị nào có mặt quân phục đứng gần phía sau. Dạ. Thank you.
Sau đây chúng con xin được giới thiệu
quý vị khách xa gần càng có mặt ở tại thành phố Houston của chúng ta. Nếu quý vị nào hai chúng ta là đầu tiên người lại ai nhà xin giơ tay lên, cũng khá là đông, cũng khá là đông. Nếu quý vị nào mà ở tại Houston hoặc là vùng phụ cận mà đây là lần đầu tiên mà về thành phố hay về làng Alina thì đánh lên vai một cái nhắc nhở, đánh lên vai được một cái nhắc nhở là tại sao giờ này mình mới đến làng Alina ở tại Toro, một trong bốn làng ở tại đất nước Hoa Kỳ này, tổ định nằm ở tại Washington State. Và sau đó là Alida trước hết là làng Alida Lubon ở San Jose. Thì xíu nữa chúng tôi sẽ giải thích tại sao có chữ Lubon. Thường chúng ta rất là người Việt Lubon, một cái làng Alida hệ thống chùa tổng viên, tại sao lại là Lubon? Dạ, bây giờ là thầy thể là chủ trì ở đó. Và làng Alida ở tại miền Nam California, Indio California, mà chúng tôi đã có nhiều lần về đó. Làng Alida khắp nơi trên thế giới, cũng như là làng Alida Toro, Texas, xin hân hoan đón chào tất cả quý khách có mặt ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi thấy có sự hiện diện của gia đình cố đại tá Trương Du Phụng, xin trân trọng kính mời các quý vị cùng đứng lên chúng tôi xin kính chào. Trong đó có ông bà thiếu tá Lê Long Sơn thuộc quân chủng Pháo binh. Ông bà Lê Văn Phúc thuộc quân chủng Thượng Lục Chiến cũng Sơn. Con và con rể thuộc lực lượng không quân và thủ đức. Mời quý vị ăn mặc. Gia đình bác sĩ cố đại tá Dũng, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Xuân Dũng lợi đến từ Seattle, Washington. Tôi đã là hơi đau, hơi đau. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói là quý vị ở Houston mà lên đây là đầu tiên thì đánh điện thoại này thì nhắc nhở, bởi vì Seattle phải đi máy bay qua, chúng ta đi xe hơi có 11 tiếng 10 phút, cái chuyện này là hơi đau lắm. Có lẽ lát nữa trong buổi chiều cơm trưa chúng tôi sẽ có dịp được gặp. Trân trọng kính chào tất cả quý vị và đón tất cả quý vị đến với làng ngày hôm nay. Gia đình của cố đại tá Bùi Hoàng đến từ Boston, Massachusetts. Cháu nội của cố đại tá Bùi Hoàng. Có ai trong căn phòng này gia đình của Nguyễn Trường Thọ không? Con đại diện. Đại diện. Dạ. Dạ. Cao Phương Nam. Dạ. À, Phương Nam của cô Cao Phương Nam đến từ đâu thế chị? Cũng xe rồi luôn. Vũ Văn Tuyên cũng khóa 8. Và là Vũ Văn Tuyên. Ông này là cái người khóa 8 Đà Lạt, sĩ quan, ông là coi như là ông coi như thủ trưởng cái quận Cao Thanh. Năm 1968 ông giữ cái mặt trận ở phía của nước Vũ Lâm của thành phố Biên Hòa, phi trường Biên Hòa, và ông tránh cho tới khi ông không để cho phi trường Biên Hòa tiếp tục. Và sau này thầy biết người này là một cái người cùng quê với thầy ở Biên Hòa, cho nên thầy đem ông vào trong đây để mình ghi ơn ông đã chết rồi. Và vào ngày của ông là Vũ Văn Quỳnh, ông đã được đưa đi ảnh vào trong đền thờ ngày hôm nay. Ngoài ra sau cụ thiếu tá Lê Văn Sanh, chúng tôi thấy sự hiện diện của huynh trưởng Mai Bồ Hoàng.
của Triệu Tiến Sĩ Quân là anh Nguyễn Hữu Hiền. Bác Hồ Hoàng cũng là người xuất thân từ Triệu Tiến Sĩ Quân cũng là Việt Nam Hồ Hoàng. Và cái khóa này là cái khóa tử thủ, tuy nhiên là chưa có lời trường mẹ. Và chúng tôi thấy là anh Nguyễn Hữu Hiền là cựu tổng hội trưởng của Hội Sĩ Quân Hoa Kỳ, hiện giờ là Liên hội trưởng của Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Dallas Fort Worth, đến đây lái xe 3 tiếng rưỡi ngày hôm nay. Liên trưởng luôn, dạ. Chúng tôi thấy có thiếu tá Lê Văn Thao, hội trưởng Hội Cảnh sát Quốc gia hiến sinh là một cụ cảnh. Một người có thể nói là chúng tôi nói để cho thiếu tá Lê Văn Thao có thể thêm một cái năng lượng nữa, năng lượng hết sức 100% luôn. Có thể nói là giờ lúc này là sẽ về hôn rồi, ngồi ở nhà với con cháu, nhưng mà bất cứ lúc nào cộng đồng quân đội đều có thiếu tá Lê Văn Thao. Trong lúc một chiến hữu vừa mới nằm xuống cách đây vài hôm, phải đứng ra lo an táng cho Lê Văn Son, Nguyễn Văn Son là người mà thường có mặt ở đây trong cảnh phục của Cảnh sát Quốc gia, và sau đó kêu động tất cả quý vị Cảnh sát Quốc gia đến đây ngày hôm nay trong bán mật thiện. Chúng tôi rất là thật cảm ơn thiếu tá Lê Văn Thao và một cái sự mà nỗi lầm nữa chúng tôi không kịp lá cờ khi đường cao là đưa nhầm cái lá cờ Cảnh sát, không đưa lá cờ của thiếu đồng chí. Thật ra ngày hôm nay là cái lỗi lầm lớn nhất của cá nhân Mai Hòa là không dịp trước để xem bên trong để rõ ràng, cho nên là đã lầm. Nhưng mà trời Cảnh sát Quốc gia thì cũng được đưa lên trên này cho chúng ta cũng là thấy. Ở Cảnh sát Quốc gia là một hồi đầu tiên đã có mặt ở đây là Nam Di Lai cùng với là sư phụ Trung Lan. Một lần nữa chuyển lời cảm ơn và chút xíu nữa chúng tôi được phép đọc chi tiết tiểu sử của anh Nguyễn Văn Son, người vừa đã thấy. Xin được trân trọng kính chào, cảm ơn anh Bùi Thế Hùng, hội trưởng hội thiếu lục chiến. Và một số quân nhân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa xin cùng đến để chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Anh Hứa Hùng cũng như là Cảnh sát Quốc gia, lực lượng đặc biệt. Thưa quý vị, trong khu vực xin đứng lên cho chúng ta một tràng pháo tay thật to để chào đón tất cả quý vị này. Đây là những thân nhân của tất cả chúng ta khi mà chúng ta mang hai chữ tự do. Đây là những vị ân nhân của chúng ta. Ngày hôm nay trong cái đền thờ Tổ quốc tri ân tất cả quý vị vị quốc công thân, ngày hôm nay xin được phép chia sẻ cùng tất cả quý vị ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6, một tuần trước ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ năm 1965, khi mà hội đồng tướng lãnh được trao trách nhiệm cho quân đội nắm giữ cũng như là quản trị chính quyền về mặt quân sự và hành chính. Trong tháng Giêng năm 1965, quyết định đã đưa lên cho đến năm 1965 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên đã được toàn dân miền Nam Việt Nam vinh danh, truy thăng và tưởng nhớ tất cả những anh hùng nằm xuống cũng như tất cả quân dân cán chiến đang còn tại tiền. Kể từ đó cho đến hết năm 1975, chúng ta đã lưu vong ra nước ngoài. Bất cứ nơi nào có vài người đến vài trăm vài ngàn người, gọi là tập thể trên đất cộng đồng người Việt quốc gia. Những ngày quan trọng nhất là Quốc hội 30 tháng 4 và ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Thì nay chúng tôi mời tất cả quý khách ở xa có gì được về đây, hãy nên lắng lại, ghé
đường Cao Le, thành phố Houston, để nghiêng mình thắp nén nhang cho tất cả những anh linh hơn 3 triệu đồng bào quân dân, 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã nằm xuống để ngày hôm nay chúng ta nói được tiếng nói tự do. Ngày nay chúng ta không còn diễn hành trên đại lộ Trần Hưng Đạo với tất cả quân binh chủng, mà chúng tôi anh chị là người đi đầu của các quân binh chủng thiếu sư quân của lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng trong lòng trong trái tim bất khuất bất diệt đó vẫn còn cảm ơn sư phụ Thích Tôn Lai dùng ngày này để nguyên nhân đưa tất cả những vị đã nằm xuống mà chúng tôi được xin sơ lược kiểm sử ngay sau đây. Họ là những người sinh ra trong lúc tại tiền, sống cho gia đình lớn lên, cho tổ quốc, cho dân tộc. Ra đi, người nào may mắn được tấm cờ vàng ba sọc đỏ phủ lên quan tài. Có những người đã âm thầm nằm xuống trong các trại tù cộng sản. Có những người mạo hiểm trốn tù, vượt ngục, vượt biên, vượt biển. Và có rất là nhiều người đã chôn vùi ở trong rừng sâu, biển rộng. Ngày hôm nay, con cháu của chúng ta trở thành bác sĩ, kỹ sư, có những hậu duệ đã trở thành thiếu tướng của quân đội Hoa Kỳ, Lương Xuân Thiện. Có nhiều người nữ anh hùng trong chức nữ sĩ quan của 1.000 sĩ quan ta trường. Có 3 thiếu nữ chân đến tay mềm, con cháu bà Trưng và Triệu vừa tốt nghiệp sĩ quan hạng U ở trường Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Còn bao nhiêu người nữa sẽ mang những ngôi sao sáng chói của quân đội Hoa Kỳ, vì tất cả những người mà chúng ta được đưa vào trong thiếu thời ngày hôm nay đã trả nợ bằng xương máu để rồi con em của chúng ta bước mãn dạn vào trong xã hội bảo rộng Hợp Chủ Quốc Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chiến sĩ Nguyễn Trường Thọ sinh ngày 21 tháng 11 năm 1936 tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, mất ngày 19 tháng 2 năm 1995 tại Nam California. Ông đã nhập ngũ năm 1957 cho đến năm 1975. Khóa 6 Thủ Đức là một thiếu tá lôi hổ quân 7 tổng tham mưu. Hiện nay gia đình vợ Đỗ Thu Hằng vẫn còn ở tại Sacramento, California. Chiến sĩ Cao Hương Nam, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1941, mất ngày 7 tháng 2 năm 2021. Cấp bậc trung úy, xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức, đơn vị phục vụ chiến tranh chính trị, bị tù cải tạo 6 năm sang Mỹ vì tham ô năm 1994. Chiến sĩ Vũ Văn Tuyên, sinh năm 1931 tại Hà Nam, Bắc Việt, sĩ quan khóa 8 trường Học viện Quốc gia, cấp bậc thiếu tá quân quận trưởng quận Công an Biên Hòa, tử trận năm Mậu Thân 1968. Ông tử thủ tại quận Công an Biên Hòa, không để mất phi trường Biên Hòa vào Tết Mậu Thân 1968. Chiến sĩ Vũ Văn Quỳnh, bảo vệ của Vũ Văn Tuyên, sinh năm 1949 cùng là Hà Nam, sĩ quan Thủ Đức,
đồng quân Vũ Đông, chết trong trại tù cộng sản năm 1978, trại tù Bù Gia Mập, tỉnh Phước Long, mất năm 1978. Ba vị cố đại tá mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây là để chúng tôi đã thì thầm với gia đình của cố đại tá bác sĩ Dũng. Mấy cụ Hòa có một cái nhân duyên không nhận được vào đây rồi chia sẻ cái đền thờ này, cái vị đi chung quanh nhìn thấy rất là trang nghiêm. Trong 50 mẫu đất 50 acres, bên kia đầu tiên là đền thờ các thuyền nhân là tử nạn. Trong hai chiếc thuyền đó, thưa quý vị, là những người vượt biển, quý vị cũng biết kích thước của chiếc thuyền nó làm sao đó thì nó cũng như vậy. Có những chiếc thuyền 40-50 người, có những chiếc thuyền nhét tới gần 100 người để mạo hiểm vượt Thái Bình Dương. Trong đó quý vị nhìn những cái hình ảnh ở trong những chiếc thuyền đó, có một cái tiểu sử trong đó. Thí dụ phút lâm chung, phút cuối nguy hiểm thì mọi người đều hãy sợ, đọc kinh cầu nguyện cho cái đấng tối cao của mình. Trong đêm mưa gió bão tù, nhiều người hòa lên vui mừng đã thấy những cái hình ảnh chốc choáng màu trắng trước mặt. Những phật tử thì cho đó là phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Những người công giáo thì cho đó là Đức Mẹ. Cho nên đánh tay đã thấy mất một cái miệng. Sư phụ Thích Trung Lai không có đem Đức Mẹ vào chùa để thờ hay là để xuất gia như nhiều người đã đầu, mà đây là cái lòng tôn kính của sư phụ. Chúng ta có một mẹ, có mẹ nuôi, mẹ chồng, mẹ vợ, nhưng mà chỉ có một mẹ sinh là chúng ta. Trong các đạo cũng có một mẹ. Giáo lý chuyển ra khác chút xíu, nhưng chỉ có một mẹ. Thì đó là thuyền nhân. Và chúng ta bước vào bên trong cái chữa thì chúng ta thấy cái bút truyền thủ đô Washington DC, chúng ta thấy cái đó là mô hình Memorial và Monument. Đó là cái bút truyền để chúng ta ghi bốn chữ Tổ quốc ghi ơn. Rõ ràng và hơn cái câu nói của ông Phạm Văn Đồng: Tổ quốc ghi công, chúng ta đánh là đánh cho Tàu, đánh cho Nga. Tất cả những người dân Việt Nam, ghi ơn tất cả chiến sĩ đã nằm xuống và còn tại kiều. Tất cả chúng ta đều có công giữ đất nước, và những người có ơn phải được thờ kính. Cộng sản vô thần ghi công ơn quý vị đã đánh thuê với chúng tôi, nên nhớ để chúng ta chia sẻ cho con cháu. Vô công huynh đệ chi minh, tổ quốc ghi ơn ngày hôm nay. Và đền thờ này đã được lập nên miếu thờ anh hùng vệ quốc vong thần, giỏi tài ba của Việt Nam trong lịch sử Trần Quốc Tuấn, sau này lấy danh hiệu Trần Hưng Đạo, đại tướng cao nhất. Đây, tướng Trần Hưng Đạo. Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có thống tướng Lê Văn Thị, nhưng không cao bằng Trần Hưng Đạo. Ngay dưới chân của ngài là các vị tướng một lòng vì tổ quốc tuần tiết giờ thứ 25. Chút nữa sự phụ Thích Trung Lai sẽ phi
ơn đã nằm đây cũng như là những người đã được đưa vào. Hai vị sĩ quan tất tá chết ngoài biển khơi để giữ Hoàng Sa trong trận chiến tháng Giêng năm 1974. Bên tay phải của tướng Trần Hưng Đạo, quý vị cũng sẽ ngạc nhiên tại sao chúng ta lại có hai di ảnh của người ngoại quốc ở trong này. Ông Robert Lloyd Winstead, ông là một vị tùy viên đặc biệt của thời tổng thống Ronald Reagan. Sau khi ông Jimmy Carter thất cử, ông Ronald Reagan đã lên, chúng ta gọi là cao bồi gân, bởi vì ông còn gân cốt nói tiếng nào là tiếng đó. Ông tuyên bố một câu và quyết định không những không chấm dứt mà tiếp tục nhận tất cả những người tị nạn Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, không điều kiện và không giới hạn. Robert Lloyd Winstead, 30 năm trong ngành ngoại giao, ông đã mất. Nhiều người Việt Nam chúng ta đã tôn thờ ông, bởi vì khi sống và khi mất là độc thân, không gia đình. Đại gia đình của ông là người Việt Nam. Bà Kaiser, Silver Fox, sói hồng bạc, là một dân cử của bang Texas, đã hết lòng lo cho tất cả những người thiểu số, đặc biệt là những người từ 60 trở lên. Bà có mất ở đây. Cho nên ở bên này, tất cả quý vị nào có đề nghị những người nào chúng ta biết và đáng để vinh danh của bà hôm này, sư phụ Thích Tâm Lai rất sẵn sàng mở lòng. Nhưng mà bởi vì chúng ta mang ơn họ thì hai thành từ do. Bên kia về hành chính của Tổ quốc, người đã sáng lập ra hệ thống Mỹ nhất Cộng Hòa, cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Trên hết, tại sao đây lại có hai vị mang áo linh mục? Thưa quý vị, trước hết là Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền, Tổng giám mục người miền Nam, nhưng mà người đầu tiên được gửi về Huế làm Tổng giám mục, chống cộng cho đến giờ phút cuối cùng bị thuốc chết. Với Công giáo có bốn bậc: tôi tớ, đáng kính, hiển thánh và mới là thánh. Bốn bậc: tôi tớ, đáng kính, hiển thánh, lên bậc thánh. Cái tổng giám mục Nguyễn Kim Điền đã lên hai bậc: đáng kính để được chấp nhận là thánh. Khi mà là thánh đó, thì phải có một cái dấu hiệu gì đó, thì mất rồi những gì đó thì mới được xét duyệt. Có người 120 năm chưa được làm cái gì là thánh, nhưng mà đáng là thánh là cái gì? Ngài đã vinh vực cho tất cả những người dân không riêng gì Công giáo từ vị tuyến thứ 17 đến những cờ hoa. Cái câu hoài vì này rất là đặc biệt. Cái câu hoài năm 1975 đang còn du học ở Roma và Thánh La Mã, được giao cho làm ủy ban truyền thông báo chí. Sau khi mà ồ ạt thấy được bao nhiêu người tị nạn rời Việt Nam, trong lịch sử nhân loại chưa có dân tộc nào như người Việt Nam bỏ phiếu bằng chân. Một là con nuôi má, hai là má nuôi con,
con làm cái gì còn sản xuất con không biết đâu. Mình biển con nuôi cá là cái gì các bạn đã ăn con một bạch thời 20% thôi, 100% đó là con nuôi cá. Cái ông hoài trình lên cho hội đồng hội y rồi sau đó mất cho cái thích cha con đô thị luôn lúc bây giờ và quyết định tham gia với cao ủy trị đại Liên Hợp Quốc mở cửa tất cả các chương trình Caritas của Công giáo toàn quốc quốc gia, mở cửa tất cả các Caritas các cơ quan thiện nguyện ra để đón tất cả những người tị nạn. Và ông cũng đã mất ở Đài Hoa Kỳ và cũng đã được chung ở đây. Trong này thì chúng tôi kể không hết là sau lưng của hai bên có Hoa Kỳ, chiến sĩ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nằm trong này. Ngày hôm nay tôi chuyển cho mấy Cộng Hòa là khi mình nhận được ba cái thiệp sử này thì chúng tôi đọc đi đọc lại buồn, rất là buồn là khi giám đang một cố đại tá trên đường cùng chúng tôi đang trên đường đi về lại với sinh viên không hiểu được đất ta. Và khi sư phụ nói là sẽ đưa di ảnh của ba cố đại tá vào, sư đất sư phụ không xin phép chia sẻ cái xíu cá nhân là ba vị cố đại tá này có liên hệ với lại đại tá Trịnh Bảo Trương, phó bộ nhì bộ tổng tham mưu, hiện đang còn sống sau 17 năm tù, đó là ông nhạc gia của người Cộng Hòa. Trên đường thì ông kể rất là nhiều, ông kể rất là nhiều là những vị mà sĩ quan này có liên hệ với nhau, riêng hai người liên hệ rất là mật thiết, đó là đại tá Dũng, sư đoàn chính. Nguyên ý sĩ trưởng của sư đoàn chính cũng như là đại tá Bùi Hợp xuất thân từ sư đoàn chính, chỉ huy trưởng của sư đoàn chính, tham mưu trưởng của sư đoàn chính lúc bây giờ là trung tá Bùi Hợp, tham mưu trưởng đại tá Trịnh Bảo Trương phòng nhì của quân chủng sư đoàn chính, từ xa đất vượt sông về Sài Gòn mục đích là giải dây cứu thằng thông người điều tướng Nguyễn Công Có sư đoàn 7 chậm bên này sông không cho sư đoàn chính vượt sông để về thủ đô Sài Gòn. Ngay sau đó ba ông này cũng như nhiều vị sĩ quan khác bị đấu tranh mới về Sài Gòn. Chúc Huế là một cái chủng sư đoàn chính của mình. Và đại tá Bùi Hợp thuyên chuyển về ngày 6 quốc gia năm 63. Nhiều người khác đã bị thuyên chuyển khắp nơi để một cầm chức vụ. Trong này ba vị này chi tiết chúng tôi xin phép được đọc trước hết. Người mất gần nhất này là không có thứ tự của người mất gần nhất. Cố đại tá Trương Như Cùng sinh ngày 10 tháng Giêng năm 1934 tại Thừa Thiên Huế, Trung Phật Việt Nam. Cố đại tá sống trong một gia đình có truyền thống chống cộng và theo đạo Phật. Thời dưới thời cố đại tá đã học được trung học Việt Anh Huế và sau này được đổi tên là trường Nguyễn Tri Phương. Khi lên đề nghị cấp, cố đại tá đã học trường Khải Định, đây là trường Quốc học Huế. Năm 1952, cố đại tá thi đỗ tú tài một và đã chọn con đường kinh nghiệm tự nguyện theo qua 8 trường bộ kỳ quốc gia Đà Lạt với số quân A 54-23-9-89. Tháng 6 năm 1953, cô đã tốt nghiệp hạng U
hiệu trưởng cùng năm 1953. Ông là may mắn kết hôn cùng với đại bà Lê Thị Năm Nam đang có mặt ở đây. Năm 1955 thăng cấp trung úy. Năm 1957 đây là cái tốt chốt của đồng đất và đồng đất là đất đặc biệt của tôi đã đá. Được thăng cấp đại úy và tuyên truyền về bộ tư quân đoàn 1, quân khu 1 và được đề cử giữ chức vụ trưởng phòng tổng quản trị quân đoàn 1. Thời gian ngắn sau đó ông được đề cử giữ chức vụ chủ yếu dưỡng trung tâm hành quân quân đoàn 1. Và đặc biệt hơn hết, cùng năm 1957 hạ sinh một cháu gái thì chúng tôi gọi là chị Trương Hiền. Chị đứng lên. Năm 1963 thăng cấp thiếu tá và bổ nhiệm làm trưởng đi cảnh sát tỉnh Thái Hòa. Cùng năm 1963 được tuyên chuyển về trường Hạ sĩ quan đầu đế. Đây là tại sao chúng tôi nói có một cái sự quan hệ lúc bấy giờ là ông nhà của chúng tôi vừa được tuyên chuyển về trong tôn ngu. Một trong những người trong tôn ngu quyết định gửi thiếu tá về trường đấu tranh giáo đàn và sau đó lại tiếp tục chuyển về là chỉ huy trưởng của trường Hoàng Tàu. Hoàng Tàu. Cho nên là đại tá có một thời gian gắn bó với lại cảnh sát quốc gia vào năm 1963. Năm 1965 thăng cấp trung tá. Năm 67 được tuyên chuyển về lại bộ tư lệnh quân đoàn 1 của khu 1 với chức vụ quân chớp trưởng quân chớp Đà Nẵng. Sau một thời gian ông được chỉ định giữ chức vụ chánh văn phòng tòa đại biểu trung quốc. Cảm ơn các bạn, quý vị đại tá đã chứng minh cho cái lời nói của bây giờ khách. Năm 1968, thăng cấp đại tá được tổng tham mưu bộ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện hòa cầm Đà Nẵng cho đến hết ngày 30/4/1975. Cố đại tá được gia đình vượt thoát ở Việt Nam và định cư tại sứ quán Maryland. Năm 1980, cô đại tá về định cư tại thành phố Houston, Texas, cho đến ngày ra đi vĩnh viễn. Trong lúc ở tại Houston, cô đại tá đã thi danh học theo đại học Houston và tốt nghiệp văn bằng cử nhân cơ khí hiện đại. Ở Hoa Kỳ, cô đại tá đã tham gia rất nhiều phong trào đấu tranh tại ngoại với ý chí cương quyết chống lại ở quyền cộng sản Việt Nam và mưu cầu cho một nước Việt Nam được tự do hạnh phúc. Cố đại tá tham dự phong trào phục quốc. Cố đại tá đến Thái Lan để thực hiện ý chí mong ước nhưng sự việc không thành và cố đại tá trở về Hoa Kỳ và sau đó tham gia vào các phong trào đấu tranh chống cộng. Cố đại tá từng nhận phái đoàn Houston về thủ đô Hoa Kỳ đốn để phối hợp với lại các cộng đồng bạn cùng biểu tình chống lại chế độ cộng sản Việt Nam. Cố đại tá đã từng đưa phái đoàn Houston về thủ đô Hoa Kỳ đốn tham dự ngày văn hóa Việt Nam cũng như ngày quốc tế nhân quyền. Và hơn thế nữa, cố đại tá từng dương cao ngọn cờ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa trước tòa tổng lãnh sự cộng sản Việt Nam tại Houston vào mỗi thứ năm hàng tuần dù nắng mưa như thế nào. Và cô ạ, với những thành tích chống cộng, một tấm lòng sắt son với tổ quốc, đồng bào cùng với tập thể quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cô đại tá đã được tín nhiệm trao trọng trách những các chức vụ vô nghĩa lợi như sau: chủ tịch tổng hội cựu chiến sĩ, chủ tịch ủy ban bảo vệ chính nghĩa quốc gia, hội trưởng tương tế cố đô huế từ năm 2012, cố vấn hội
hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia Houston, cố vấn ủy ban xây dựng tượng đài dân quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đầu bên tại Houston. Về các huy chương cao quý của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cố đại tá Trương Như Cùng đã được phong thưởng rất nhiều huy chương cao quý và bằng tưởng lượng khen thưởng như để tối hạnh bảo quốc huân chương, để tối hạnh lục quốc huân chương, anh dũng bộ tinh lên hàng dư liễu, huân vụ bộ tinh, quân vụ quân quân bộ tinh, lục quân huân chương, và còn nhiều huy chương khác cũng như bằng tưởng lượng. Thưa quý vị, một tiểu sử của một người đã dấn thân thứ ba chữ tổ quốc, giáo dục và trách nhiệm. Ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ rất đáng để được đưa vào đền thờ cố đại tá Trương Như Cùng. Xin trình với lại sư phụ Thích Tông Lai. Nếu chúng ta một vài con to chắc là cố đại tá to lên, lớn lên, mạnh lên. Người Hiếu Sinh đều biết dân dán của cố đại tá là thế nào. Nói mạnh, làm lớn, làm đúng. Bác sĩ Nguyễn Sư Dũng còn được gọi đến là cố đại tá bác sĩ Nguyễn Sư Dũng. Đại tá bác sĩ Nguyễn Sư Dũng sinh ngày 7/9/1932 tại làng Cù Lao, huyện Vĩnh Sương, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thân sinh là ông Nguyễn Văn Thành và bà Trần Thị Ái. Đại tá bác sĩ Nguyễn Sư Dũng kết hôn cùng bà Phan Thúy Hằng. Xin mời đứng. Hai ông bà đã có với nhau ba người con trai: Trưởng Nam Nguyễn Xuân Anh Hùng, vợ và ba con Samantha, Alex và Nguyễn Anh Thông. Có mặt kèm này không? Các cơ nào phải đi học, còn đi học cơ đâu. Rồi, thứ Nam Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Xuân Phước Hùng, vợ Thiên và hai con Nguyễn Alan và Aiden. Úc Nam Nguyễn Xuân Otto Hùng. Quý vị thấy cái tên đó rất là đặc biệt không? Rất là đặc biệt. Anh Quốc, rồi Hùng, và cái tên Offer rất là đặc biệt đó. Dòng dõi của Offer của Anh Quốc thì rất giỡn lắm. Đại tá bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng đậu tú tài vào năm 1957, sau đó đi dạy trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp. Cùng năm 1962 trở lại theo học đại học y khoa Sài Gòn. Vào năm 1968 tốt nghiệp với văn bằng bác sĩ y khoa. Năm 1970, bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng nhập ngũ do lệnh trưng tập của Bộ Quốc phòng, chuyên chuyển đến làm y sĩ trưởng trung đoàn 16 bộ binh. Đến năm 1972, tức là mùa hè đỏ lửa, cho đến năm 1973 chuyên chuyển đến làm y sĩ trưởng của sư đoàn 9 bộ binh, kiêm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn chính quân y cho đến ngày Sài Gòn thất thủ. Tháng 8 năm 1975 phải vào trại tù cộng sản, sau gần 2 năm giam tù đã được phóng thích. Nếu không thì sống với cộng sản nên tìm mọi cách vượt biển. Lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai đem người vợ và các con đến tại địa làng Quy Lực Tân trên 1 năm. Tại tá bác sĩ Dũng đến gia đình sang Hoa Kỳ định cư vào ngày
12 tháng Giêng năm 1980 do người anh vợ là ông Phan Thúc Hoàng hỗ trợ. Nguyên văn lời hồi tưởng của đại tá bác sĩ Dũng sau khi ổn định nhà ở gần trường học cho các con và vợ có làm việc, tổ công việc làm. Đây là nguyên văn: tôi bắt tay vào học thì lấy bằng hành nghề bác sĩ, học ngày học đêm với muôn ngàn khó khăn, không biết bài vở thi ở đâu, tìm đâu ra, bạn bè nào có thi đã chỉ cho tôi một chút. Thế là cứ chuối mũi vào học, may mắn thay một kỳ thi này tôi đậu được văn bằng tương đương với bác sĩ của Hoa Kỳ. Đây chỉ mới là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 cần một nhà thương nhận và làm việc 1 năm, tức là tập sự. Trời đất, khó quá, khó hơn là tìm được đường lên trời. Làm sao mà tìm được nhà thương, đành nằm chờ cầu may. Mà may mắn thật, nhà thương Veterans Administration Los Angeles mở kỳ thi lấy bằng bác sĩ và làm việc ngắn 1 năm. Nghe tin tôi nộp đơn tức khắc. Lại may mắn nữa, tôi lại trúng tuyển nữa, nhờ bạn bè khuyến khích. Tôi cố gắng làm việc trong nhà thương hoàn hảo cho tròn 1 năm. Cầm giấy nhà thương cấp và văn bằng tương đương bác sĩ đến tiểu bang Washington xin bằng hành nghề. Tiểu bang Washington cấp giấy hành nghề cho tôi từ ngày 6 tháng 8 1986. Bác sĩ Nguyễn Sức Dũng chính thức bắt đầu mở phòng mạch tại thành phố Tacoma từ ngày 1 tới tháng Giêng năm 1987, và sau đó thêm một chi nhánh trên đường Martin Luther King gần đường McClellan và tòa soạn người Việt Tây Bắc. Sau này chỉ còn giữ lại phòng mạch tại đường 3736 Southeast G Street Tacoma gần đường 38 Avenue S Tacoma khu phố Việt. Cho đến ngày 31 tháng 7 2019, phòng mạch đóng cửa nghỉ hưu. Cái thuốc viện chúng tôi không làm. Có một lần chúng tôi đã đến Seattle, Washington và xuống Tacoma để xin được nhận kiến như là bác sĩ được xin nhận. Lúc bây giờ bác sĩ Nguyễn Sĩ Dũng như là chủ tịch của cộng đồng. Và chúng tôi xin được nghiêm chỉnh đứng nghiêm chào phương cách, chào dung cho ông nhạc gia của sư đoàn chính của mình. Xong bác sĩ Dũng mời mời vào bên kia đường phải dùng thông báo và nói chuyện. Từ đó đến giờ thì sau cùng là nghe thấy bác đã nói rồi. Một lần nữa xin trình sư phụ Thích Thông An. Chúng tôi đã chia sẻ
để các người học xuất thân từ trường Võ Khoa Thủ Đức chuyên chuyển về sư đoàn chính. Ở cho đến năm 1963, đạo chánh đã bị đưa ra khỏi sư đoàn chính, đưa về Sài Gòn, sau đó vào Đại học Sư Quốc gia. Các bậc cuối cùng thì chúng tôi nghĩ rằng là tư lệnh của Bộ Tư lệnh, xin mời thiếu tá Lê Văn Thao có thể biết thêm về thế này. Đại tá Bộ Họp, theo tôi biết là cái lần sau cùng năm 1975 làm cho phụ tá tư lệnh cảnh sát quốc gia, là lúc đó là Thượng tướng Nguyễn Văn Bình phụ tá về Bình Định và Phát Triển cho đến ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam. Cảm ơn chúng ta Lê Văn Thao. Ba ông cố đại tá mà chúng ta đưa vào đây, riêng trong gia đình của chúng tôi thì chia buồn cùng ba cố đại tá, và riêng về cố đại tá Bùi Hợp ở chung sư đoàn, ở chung tù cho đến ngày cuối cùng. Cố đại tá Bùi Hợp đã ra trước một nhà quay phòng hòa 2 tuần. Ông nhà quay phòng hòa ra 30 tháng 4 năm 1992, 17 năm tù. Bây giờ còn tuổi 90, từ năm qua đến giờ học hoài không xong, 17 năm cũng chưa xong, thành ra qua bên này học bằng lái xe cũng chưa xong, cho nên không xong được tay, không kiếm được tay, tuổi già sức yếu từ từ cũng ra đi. Nhưng mà chúng tôi tin tất cả, ngoài các vị đại tá, tất cả các quân binh chủ quân lực đang còn hòa của chúng ta còn đại kỳ ở đây sống và chết trong cái nhiệm, bởi vì chúng ta có một tổ quốc. Trước khi mà chúng ta bắt đầu vào nghi lễ thì xin sư phụ cho chúng con vài lời pháp. Xin chào quý vị. Nhiều người thì tại sao đem toàn là đại tá người lúc này cứu mạng không? Đối với tôi, một người đứng trong phần vi bên gì thôi mà chiến đấu bảo vệ tổ quốc, tôi vẫn biết được rõ ràng, tôi vẫn đưa lên trên thờ anh hùng giữa quốc tinh thần. Bây giờ đồng ý với thầy không? Chúng ta là chúng ta làm rất khó thật không? Và lại đau sư chiến sĩ những tên đã chức pháp được không? Giờ tôi ở đây như là tên phó tổng thống Việt Nam. Tất cả những chiến sĩ mà ở đây, cái gì nhớ dùm thầy là thêm là cũng nhớ, sau này cái gì cũng đi vào con đường sinh ra bình tử. Tất cả những chuyện hỏi này, nó hỏi bây giờ con cũng là tôi nói với mẹ thù bà, nói với sư phụ, ba con, chồng con đã từng lên đây, đã từng phục vụ trong con đường cho nó cùng bà, thì đã sắp quốc gia. Thầy cứ cho vào em, chỉ là nói như vậy thôi, và đi cho đến được tôi cũng sẽ làm lễ đưa lời bạc. Tất cả các quân đội, những người ngồi đây bữa nay nhớ này, sau này quý vị không cần đại tá vậy thôi, quý vị đã từng qua đây và không đầu hàng mà không giải quyết. Nhớ kỹ nha, không đầu hàng và không giải quyết thì tôi vẫn là đưa vào lúc đền thờ tổ quốc. Thì bây giờ đồng ý không? Vừa rồi ở trên cổ có một cái vị đại tá, tên xin lỗi, kiếm tá, phụ tá gì khóa 13 Đà Lạt mà qua đời không phải để tử tù, mà tôi thấy là không có người tụng kinh, không có người lo gì hết, tự động tôi đi xin thiền hạnh và tôi đóng cơ thì tôi cung cấp, mặc dù tôi đây tôi nói chuyện nào đó là nhiệm vụ của tôi, tự động như là có hai loại, một loại là lấy tiền xài cũng hết, thành lấy phước và xài hoài. Cho nên cái đền thờ tổ quốc tri ân này có gì biết là rất là khó khăn để mà xin giấy phép, vì cộng sản không bao giờ nó biến thành lại một cái đền, mà khi mà đã cấp giấy phép rồi đó là không bao giờ ai có thể dỡ bỏ cái đền thờ này được, và cái nhất là cái đền thiền nhân. Cho nên hôm nay rất vài cái việc mà đưa các vị anh hùng diệu quốc trung thân
là ba vị đại tá và mấy vị sĩ quan trung quý đều biết mà chúng ta vừa vô đó, thì chúng tôi trong nghi lễ có làm một cái bữa mâm cơm để cúng. Thì trong này là cúng chung, cái gì tôi nhớ là cái làm thôi. Thì trong này nó cũng là vừa trong ngày của cố đại tá bác sĩ Nguyễn Sinh Dũng, đó là cái thách trong ngày luôn, phải không đó? Thì cho nên chúng tôi xin nói rõ là quý vị làm cái này đó, bữa nay đó là có vị sư và vị tăng này xin lỗi thầy là thượng tọa ở Liên Tân, xin thầy đứng lên. Thì ngày qua tôi đang ở trong xét duyệt và tôi thường thường nếu mà không rõ một góc đó là tôi không có biết cái chủ trương cái hệ thống, tôi là không bảo là bất cứ một vị tăng nào từ vị tăng qua, tại vì tôi không có được. Ta nói tôi là đào tạo tại đây, nhưng mà khi tôi nghe ngài nói là ngài là cụ sư quan kiên quý, là tôi nói rõ cho đệ tử mời ngài đến đây. Tại vì cái lá cờ mà của trường đại học chúng ta thiết kỷ đó là chiếm sáu, đây chiếm sáu trong tất cả các lá cờ, mà tất cả các sư quan kiên quý bởi vì các cụ bà mà muốn ra trường đó, không giáo người một cũng phải học cái điều này. Tôi cũng đã có thời gian ra học cái trường này, mà trường này là trường mẹ của tôi, mà nhiều khi mình lo và quên đi cái hồi kiểm là một dòng thiếu thành ra đặt gốc, mà bây giờ những lá cờ này không có rẻ đâu, cái này nó một bà thì mà họ làm là mấy trăm ngàn lá họ bán có lời, nhưng mà những cái lá cờ việc đồng quân nhã nhù thiếu quân đường chiến hay là cảnh sát quốc gia không có bán được, phải cái đồng sọ lờ mà tôi đặt là phải mai mai đâu nó liêm làm vàng mà nước mai. À, tự nhiên ngài gọi lên, ngài nói là tôi muốn gặp bà, tôi nghe sư, tôi hỏi xin hỏi thượng tọa là ai, tôi ở dưới là Hiền Tân, tôi hỏi ngài là ai, ngài muốn lên đây dự lễ này, ngài nói tôi là cụ sư quan kiên quý, tôi nói xong rồi đó, để lên cho tôi cái lá cờ này, đó là một cái nhân duyên. Chứ thành ra là tôi không phải coi đũa trước mặt tất cả những vị tăng mà đã được đưa ra Hoa Kỳ, thì chắc chắn là phải được tuổi mặt trăng tổ quốc, không phải là đảng viên. Là tôi rất thiếu thật đi, nhưng mà thà tôi đào tạo tôi Quan Kỳ này gần những người con cháu của Hiền Tân Cộng Hòa, cho nên ví dụ thấy nhà sư của tôi vô trong này đó, ông này đứng đó cũng là công quân này, ông này là đại quý hải quân này, thành ra toàn bộ đô la này là đều là cụ của các Hiền Tân Cộng Hòa, cho nên chúng ta vẫn tiếp tục thì duy trì cái truyền thống này khi mà tôi còn sống và vẫn tiếp tục mang lên những người đã hy sinh sương máu để cho chúng tôi có được những ngày tháng hạnh phúc. Cho nên ở đây cũng không có việc tôn giáo, ở đây kể cả là có người địa diệu và tất cả những cái chùa chiền của Việt Nam hồi đó còn nhỏ tròi sỏ là coi như là những người đàn áp Phật giáo, nhưng mà tôi lúc đó tụ kỵ và tôi rất may mắn là tôi Việt Nam, tôi sinh trong cái gia đình đó là ông bà thượng tôi lại là người Nam, thành ổng là cái người duy nhất mà ổng lại là trong cuộc mà Phật giáo mà tôi từng năm 63 thì ổng là cái người theo tổng người địa diệu. Cho nên ổng là những người tôi rất là may mắn là được cái ông thầy Việt Nam ổng dạy tôi là tôi mình diệu. Nếu mà nói kỳ thị thì coi nè, tướng lãnh toàn là người Phật giáo không? À, rõ ràng những ông tướng lãnh và đạo chánh là ông từ Dương Nhân Minh, không? Từ những ông Trần Thiện Kiên, từ những ông này ông kia toàn là Phật giáo không? Thầy là tôi nhớ giờ đó là tôi mới thành người quốc gia, chứ mà nếu mà tôi lọt vô chỗ khác mà mấy ông thầy như là sư Thích Thiếu Hoa thì chắc tôi cũng là sư quốc gia là cái gì? Rất may là tôi xuất gia với ông thầy tôi, ông là người Việt Nam và ông nhớ rằng ông nói sau này con vào pháp chức pháp là cộng sản và Phật giáo là không thể nào mà sống chung một cuộc đời được, một là cộng sản nó giết con, hai là con phải chống cộng cho tới cùng. Cho nên tôi mặc dù tôi mang tiếng chứ là kêu là ông thầy chống cộng, nhưng mà ngày nào tôi còn sống là ngày đó tôi vẫn còn chiến đấu, và cái hệ thống này tôi hy vọng rằng những vị anh hùng giữ trong sân này sẽ tiếp tục ủng hộ tôi để cho tôi và đệ tử của tôi vẫn tiếp tục con đường này cho tới thế hệ thứ hai, thứ ba, quý vị năm cộng đồng. À, bữa nay có một cái thiếu sót nữa là cái cảnh sát, mà hội cảnh sát là những người đến đây xây dựng cái đền thờ Tổ quốc Yên Ân này lúc nó còn nhỏ xíu á. Lúc đó tôi có tiền tôi làm một cái đền thờ Tổ quốc Yên Ân nó nhỏ lắm, cái gì đó tính chừng 10 người là nhà. Nhưng mà rồi lúc đó ban cụ bà là những người kiếm rồi ổng làm, tôi không có làm. Lúc đó còn có ông thiếu tá Cao Quy Cảnh nữa, nhưng
nhưng hỏi ông kiểu cờ không có làm cho nên lấy một cái lá cờ khác và bữa nay là cái lá cờ cảnh sát quốc gia sẽ được chúng tôi trang trọng sau khi mà làm lễ xong á, chúng tôi sẽ cho quý vị tu sĩ trong này sẽ treo lên trên hai cái bên cạnh này còn sót lại treo lá cờ cảnh sát quốc gia ở trong đền thờ tổ quốc ghi lên, đó là một thiếu sót của tôi. Và lá cờ của trường đại học chính trị cũng sẽ được theo những thành còn lại và thiếu nữa là lá cờ của thiếu sinh quân. Ông đó là xuất thân từ trường thiếu sinh quân mà lúc bộ ông thiếu cờ ông luôn, thành ra ông là coi như là bữa nay cũng như là nói với cái chiến sĩ thiếu sinh quân phan hồ và trên các tay là ta lỗi ông là cái người thiếu cờ và đội thiếu sinh quân là con cũng như tôi là người thiếu cờ mà tôi quên thiếu cả cái thường chúng ta sẽ tìm. Nhưng mà lúc bài hát hôm nay thì có sự tỏ lên để mà bưng cái lá cờ này cho nên chúng ta thấy để cho cái đền thờ anh hùng dũng quốc trường thân đến đây chiêm ngưỡng gì thế rất là ấm cúng, không có cái chỗ nào mà đang động mà dành cho các vị mà anh hùng dũng quốc trường thân từ cố thủ thống quân đại diện cho tới những cái vị mà công giáo. Cái gì nghĩ tôi là người công giáo mà tại sao tôi mang ơn với ông này, tại vì ông này đó tôi qua đảo năm 80 rồi tôi lúc đó tôi kiếm đi thầy bảo lãnh thì không có ai chịu bảo lãnh tôi cả, một đứa tấn tôi ngang tài mà chống cộng mà bảo lãnh qua là mặc quả cho nên đã từ chối tôi. Lúc cùng đầu tôi đồng ơn đơn là giữa sư sư bảo lãnh tôi thì như vậy nếu không có ông linh mục này, cha này, cháu hoài này bảo lãnh thì tôi có qua đây thì không có gì, cho nên ông gì sẽ tái đi đây không. Lúc một tôi vô hội với sư sư, tôi nói tôi về cái bờ lãnh hồng nó không sao mà tới đi. Và lúc một rồi tôi đọc với sư sư, thì tôi lên tôi bắt đầu qua kỳ phục chất. Tôi đi trước đến thầy kia nó hỏi tại sao vậy? Tôi nói tại đến thầy kia nó tôi chúc tổng quá, không chẳng. Rồi lúc một rồi tôi lại đi trước đến thầy kia, tôi ở đó có mấy tháng tôi đi. Ai gì nhờ, nếu sư sư bảo lãnh cái gì? Là cái gì nhiều người thắc mắc. Tôi rất là uống đức với hồn, mang ơn. Quý sư sợ bắt gặp mắc lạ thì bảo lãnh tôi qua chùa mà tôi chống cầu biểu tình là mấy ông bị cộng sản nó đi mấy ông không về hết, chỉ cầu tôi còn tôi nói ngày nào còn cộng sản thích còn lại không về được nữa. Bây giờ thì mình chính thức sáng đến dự lễ đây đúng
rồi sức mạnh, mà sức mạnh là sức mạnh tâm linh. Tâm linh của hồn thiên thân phú, của những người quốc gia, của những người Việt Nam phải dám thân vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa để mà bảo vệ an dân. Ở trong đó có những gì trước lạnh cũng như đoàn đoàn lãnh đạo Việt Nam Việt Nam, thì trong đó chúng tôi cũng có thành phần Tin Lành Phật Giáo để an ủi những người thượng sĩ quỷ lão làm những cách phật sự về tang lễ cho tất cả các quân nhân từ các quân khu đã tử trận hy sinh mặt trận và trở về đã lo về phật sự. Thì ở đây là một cái đền thờ nói chuyện và tâm linh tất cả các hồ kim sông núi, các tướng lãnh tử tiết, các tướng lãnh đã hy sinh vì tổ quốc, các quân sinh chủng là tiêu biểu cho một sức mạnh của tâm linh. Chúng tôi rất là tán thán ngài Việt Chủ học từ cái hệ thống thành viên và tôn thờ tất cả tướng lãnh tử tiết anh linh chiến sĩ cùng học tập sáng tạo tất cả các quân binh chủ quân chủ gì thấy đây thì hồn kim sông núi sẽ tự nguyện đây sẽ giám hộ trong ngày được phước trí dũng để can trường để lập lên cái chỗ mà lên thờ tổ quốc và tiên về cho những thế hệ sau này. Thì xin tán thán cái công đức cũng như xin tất cả quý vị Phật tử những thế hệ sau tiếp tục ủng hộ thầy vị chủ thích thông này để cho ngài được làm trọn vẹn trong một cái sứ mệnh của ngài thượng quá thượng quá Phật đạo hạ quá chúng sanh viên thành Phật đạo quý vị Phật tử. Thì con xin rất lời mời điều thứ nhất á, là con trình bày với quý vị ông Nguyễn Trường Thọ. Thật sự ra bây giờ không còn hương nhắn người vợ mà gửi vô đó là người vợ đầu tiên, nhưng mà khi ông cải tạo ở tù bị học về rồi đó thì ông đã ở trên đường với người khác, trong khi người vợ chắc chứ còn ở trong tù. Đến khi bà này ra tù thì lại được một người sĩ quan khác cưới và đưa qua Mỹ, thành ra người vợ sau của Nguyễn Trường Thọ này không chịu giữ cái hoài cốt mà lại trả lại cho người vợ chắc chứ đầu tiên. Bây giờ bà không có nơi để mà gửi gắm cái cho cốt của Nguyễn Trường Thọ, tình cờ liên lạc với con trâu và liên lạc với tôi, và sau đó sư phụ đã từ bi mở rộng vòng tay đón nhận con về đây. Vì gia đình cái người vợ đó chính thức đã muốn được ông về làm hay là không rồi. Cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai đó, để nói rõ hơn về tấm lòng của sư phụ đối với những sĩ quan binh sĩ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đó là sư phụ vừa chấp thuận cho phép hải quân đại úy Đoàn Việt Ất, người đã có công lớn trong trận chiến Hoàng Sa, đến là ngay Di Đà ở Indio tu học trong một thời gian theo sự ước nguyện của hai vợ chồng. Thì để cho mình thấy rằng nếu chúng ta hướng về Tam Bảo, hướng về hệ thống tầm nguyên, thì sư phụ Thích Tâm Lai lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón tiếp quý vị. Khi thuận duyên quý vị sẽ về đây, nếu còn đã qua đời thì ở đây là một nơi thờ tượng trang nghiêm. Ngoài ra với tháp Địa Tạng mới dưới sẽ là nơi quý vị hàng ngày được nghe kinh kệ để siêu thoát
con đều nói sự vụ các nghĩa đa trang sự. Tôi có một cái nghĩa trang quân đội dành cho quân dân các chiến dịch năm qua, không phân biệt là công giáo hay Phật giáo. Thì cái nghĩa trang này thì xin lỗi chúng tôi có giấy phép đàng hoàng nhưng mà không phải được chôn. Ví dụ như bây giờ những cái hài cốt mà đặt trong chùa đó, mà đặt trong cái hệ thống này là lai tham, không có tính tiền gì hết. Tới ngày bây giờ chúng tôi về cho bà trưởng làng coi, tự khúc chỗ còn cho biết là ví dụ như của cố đại tá Trương Như Phụng, cái ngày đó chúng tôi biết rồi, chúng tôi tự nấu ăn và nấu ăn gọi xuống gia đình của bác ngày mai thì cái này cúng đó có lên lên không lên sao đó. Thì bà Phật thật là chúng tôi tự động sức tiền quỹ ra chúng tôi lo. Và đây là như thế đó, đồng thời những cái đó là chúng tôi cho quý vị khi mà những cái cố mà để lâu mà chẳng hạn như muốn hạ viện cho một phòng viện, chỉ có cái vấn đề là chúng tôi làm cái bộ bia thôi, mà cái phòng viện cho ấy có 500 là nhiều cái bộ bia, và cái bộ bia nó vừa cắt bộ bia vừa chiếm cảnh mà vừa làm bắn laser trên một cái viên đá nữa, mà lấy 500 có tiền của chỗ đó là chỗ đầu rẻ hơn, thì quý vị làm tôi cho nó phi đó. Thì quý vị nghĩ sao mà cái nghĩa trang đó chúng tôi quý vị cứ ra coi là năm 2019 bắt đầu chương trình về là chúng tôi khánh thành, nhưng mà bắt đầu bị đóng cửa một năm mấy nay, thành ra không có gì để mà chúng tôi tiến hành như vậy tiếp tục ghi danh nếu muốn nằm ở đó. Còn nếu mà hủ cốt lo cốt ở trong chùa này là Phật giáo thì chúng tôi cho thờ ở trong cái tháp địa tạng một xíu nữa, cái tháp địa tạng nó lớn là 2 lần nó nằm ở dưới, mà toàn bộ là chúng tôi mỗi chiều mỗi chúng tôi rồi lo đầy đủ hết. Mà sở dĩ lại biết lắm thì tôi nói được nghe tại sao mà thầy chỉ nói tôi về San Jose lo một cái đám ở thành phố San Jose, thì mà vợ lại biết lắm nó chạy vô để tôi nói cho thầy cạo dù con cái đầu cạo chi vậy. Mà nói vậy con bây giờ bác sĩ nó nói là có một cái mạch máu nó phù trên đầu rồi là chết em đi tham, nó dở ra 13 tháng 7 sẽ đi mổ. Nó giờ cầu an giờ tôi có một cái cách cầu an thế này, cầu an mà đi vô cho thầy cái sớ đó là cách tệ nhất, mình giao hết cho thầy thì bây giờ mình có những cái lỗi lầm mình cho vô làm đỡ. Hai vợ chồng á giờ lớn tuổi rồi uống gói vô làm cho 2 phần, cứ lo ăn lo uống trong một tháng trời ở đó tụng kinh niệm Phật để cầu sám hối thì bảo đảm bệnh nào cũng hết. Chứ còn không phải là bây giờ cô nghĩ là khi cô mổ cái đầu á thì sao bác sĩ cũng cạo, thằng nó vui vô đây cô có nhiều cái khâu cạo nhờ con lai cạo đi, nó đâu có công đức gì hết á. Mà cô vô đó cô làm phước. Rồi tôi giảng một cái bài nữa là có một cái người đó họ bị là vợ và gia chồng bị bệnh nặng lắm, bị bệnh cần như dở tim như đó, thì chạy vô vợ sức của an và gọi lên cho tôi, nó cũng như tôi cái chất 5,000. Thì tôi nói khoan đã thôi lại đi, tôi nói cái này thì cái bác thủ quỹ tôi họ buồn, nhưng mà tôi nói thẳng bây giờ tại sao mà bệnh, tôi kêu con trai lên nói dạ gì mà con với vợ con chưa được bài, thành ra bây giờ thì còn an cho mẹ. Tôi nói tôi á tôi sẽ còn siêu cho bà già khi còn sống, nó sẽ nói cái gì tôi nói chờ chết còn siêu là tôi gáy rồi. Tức là sở dĩ bà già mình bị buồn là tại vì con vợ nó không biết quý mẹ chồng, nó cãi với mẹ chồng, mà hồi bây giờ con vợ ông có chuyện nào đó đưa 5,000 cho mẹ không khó đâu, mỗi lần đây đưa nhiêu 200 tôi bây giờ nha, cầm cái tích 5,000 mà cúng cho tôi á, chứ mà họ đưa qua gửi cho tôi là mấy trăm đồng là tôi không nhận đâu. Đi đổi cái chất này ra là 5,000 đồng tiền cắt tiền trăm, rồi về làm cái mâm đàng hoàng, kêu bà già là ngồi lên đây cầu an. Cái này là 5 phút sau hết tiền, không sao hay vậy, cầm xuống nói là thầy tương lai chuyển cái cầu an này mà vừa là cầu siêu luôn, tại mẹ mình sống mà không ai thì chết làm sao mà siêu được, cho nên cầm 5,000 này đưa cho mẹ và con vợ đưa, tại vì mày đưa đó thì ta nghĩ là mày giống vợ mày, con dâu muốn mẹ mà chồng sống thì 5,000 nó đưa cho mẹ. Rồi bây giờ bà sắp bị cháu áo lên sao thầy, nghe giờ bà nào áo bà thay tầm mấy cho tôi tìm kiếm cho nè, có phải là bóng lỗ tai của nó không phải, hôn 2 cái lỗ tai kêu con dâu hôn, con dâu hôn bên đây chứ thì mày không bên đây, hôn không hết thì hôn bên em chung. Rồi á cứ dịp mà tờ trăm nó đưa bà vừa đưa hết cái 5,000 đó là hết ngay thiệt. Sau khi nó làm xong cái đó là bao nhiêu qua mà đưa ra thì lỗ tai đưa cho bà, và lúc bộ huyết áp trở lại bình thường thì hay thiệt, phải không? Bây giờ thì bà già buồn là tại vì con dâu không có biết quý trọng mình, cho nên bà buồn. Cho nên từ chỗ đó tôi chỉ thích cầu an cho người mà hay nhất, cách tệ nhất là đối với thầy,
Nhưng mà hai ngày sau thì để nghĩ là bác gọi lại. Và ở đó các bạn từng tỏ nó dạy cho con cô dâu con, mà giờ con tự nhiên huyết áp được bình thường trở lại. Mà con thì con cũng không xài mặt càng ngày nữa, thấy khó chịu quá. Thôi con cho cháu nội con từ đó đó bắt thang lên khỏi ông trời. Có tiền mà cũng cho cái tiền vô lấy được không? Không. Nhưng mà cũng cho mày lấy được không? Lấy được. Mà mỗi nào nó cũng cho lại, thấy rõ ràng không? Bạn đã xài tới được 2 ngày, rồi phải lại cầm xuống 5 ngàn để cho lại hai vợ chồng tụi con, phải không? Giảm cái này tôi mất 5 ngàn, nhưng tôi tu được nhiều bà già, đệ tử của tôi và nhiều đứa con có thiếu, phải không? Mẹ mình mà già mà mình tự nhiên mình đem 5 ngàn thì khác, nhớ là việc mới tên nha, đổi ra làm hàng, rồi quỳ tôi cái mâm, giống như quỳ cho cái bệnh thường từ đó, thì bớt nhặt chưa, bớt rồi, những con ba nó lên trên cho mẹ. Rồi cái chồng không khỏe rồi thành con trai giúp tôi biết nè, mày lấy cái thau nước ra, mày cắt móng chân cho mẹ mày đi, rồi mày lau mặt cho mẹ mày đi, mày dâng tôn dâng cúng gì giống như cho quý thầy thì dâng mẹ đi, đó là cái cầu an mà tôi nghĩ, một cái cầu an mà đưa cho quý thầy đó thì năm an năm xuôi, nhưng mà cái cầu an này đó nó lợi cho mẹ mày khi mẹ mày sắp chết luôn, tức là ta cầu an và cầu siêu cho mẹ mày ngay lúc mẹ mày còn sống. Có chỗ nào mà nghe tên một cái người bà già 70 mấy là các ông kia 70 mấy mà bệnh nặng mà lại nó có sợ được chết. Bây giờ cái gì như thầy bây giờ có con già sắp chết rồi mà xin vô thầy hỗ trợ một chút năn nỉ kêu đại quý và những người kêu vô đi ở đó tôi nuôi cho 1 tháng đem 3 bộ đồ thôi, còn điện nước lo mấy lần to chỉ là mỗi ngày lên lại Phật và xin sám hối là những cái nghiệp gì cho con tới ngày 13 tháng 7 thầy con mổ con được tại quan hạnh khổ. Còn giao cho tôi á, thật sự ra tôi đâu có thương vợ đâu mà ông đâu. Thằng vợ bệnh tại đó vô lùi lại đi. Là tôi bắt hai vợ chồng rút cuộc rồi tôi đang nghĩ. Nhiều đó chịu cuốn đó bây giờ đang nghĩ. Vì vậy nên cách cho tôi làm sao đưa tôi thử vô. Tự động lễ đi cho ăn cho uống. Không lấy tiền. Đó là còn ăn tử mình, còn ăn cho mình. Đó. Thành ra tôi giảm cái bệnh pháp. Là coi như là cầu siêu cho người sắp. Chứ không cầu siêu cho người chết. Thấy không? Mà tôi giảng cái đó xong thì còn đến tôi mới sư phụ đừng có giảng nữa. Nói như vậy là người ta không uống lỗ. Không lỗ đâu. Không lỗ đâu. Tại vì mình mục đích là để cho cứu được nhiều gia đình bị con dâu và thằng rể hành hạ. Thì cái đó là được phước khác. Được 5 ngàn nhưng mà rồi đệ tử lại sống trong địa ngục. Bà để chồng sống trong địa ngục. Ông già vợ sống trong địa ngục. Mà dù mình mất 5 ngàn nhưng mà mấy đệ tử mình mới nghe cái này đó. Thì tự động á, là cái bãi lên được lạc không cần chờ chết nó lên, cái gì đồng ý không? Dạ. Đây là cái bài pháp, con tự làm cũng được giảng cho nó đủ. Dạ thưa phụ, thưa sư phụ, biết là sư phụ đó, có người hỏi bây giờ có muốn vô đi cúng chùa không? Cúng không? Học thuyết là bước sướng, vì thế tất cả các chùa đã hệ thống từ đây. Không có cái thù nào? Không có cái thù nào để được bước sướng vô đức vậy đó. Tại sao? Đó là chủ trương của hội hệ thống cho thần quyền. Nhưng quý vị muốn cúng dường thì cúng đâu? Là xin bằng cơ nghiệp kiến. Câu chuyện thì là thủ quỹ của chùa. Quý vị cúng 1 đồng. Câu chuyện thì biết, quý vị biết không ai biết. Quý vị cúng 5 ngàn. Câu chuyện thì biết, quý vị biết không ai biết. Không có cái tâm, cái tỷ hay là về phải hay chi gì hết. Nhưng mà trái lại, mình thấy chỉ ai đến với câu chuyện cúng 1 đồng, mình quá khỉ. Đó là tùy công đức, do 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng. Mà mình phát cái tâm tùy đó là tùy công đức. Từ cái nó lớn đó. Mà trong kinh thì Ngài Phổ Hiền đã từng nói đến điều đó, anh nhớ không? À, tôi thì rất là biến chuyển. Tại vì khi mà bây giờ công đề công giáo có, Phật giáo có, Tin Lành có mà đi đến đây để tiện đưa những cái sĩ quan cấp tá, cấp quý vào đền thờ. Mà bây giờ chúng tôi tụng kinh theo nghi thức Phật giáo thì nó sẽ mất thời gian của quý vị. Quý vị biết không? Mình tu mình phải quyền chuyển. Thành ra trong này đó, tôi làm 2 năm. Thì trong này đó, 1 năm đó là tôi ưu tiên cho người 100 ngàn. À, gia đình của quý mười mấy người của bên coi như đại tá bác sĩ Nguyễn Sĩ Dũng rồi lên thầy phục quyền, thầy giá cho bác sĩ về chứ mình bữa nay ông không ăn cũng no. Bây giờ biết ông này ông chưa phục quyền vui không? Vui. Thành ra những chuyện 1 năm á là con cháu của tôi như cùng lên đó là thông tin mới, đúng không cái gì? Là lên 2 năm tại sao tôi sống như vậy? Là tôi chỉ đại diện tôi bị thương thôi, tôi cung thỉnh
tôi đọc cái sớ, rồi lúc đó con cháu tự động mời để tôi đọc chú biết được cái thể được cái gì cắt lên, rồi sau đó thay vì tụng kinh tiếng Phạn tiếng Tàu gì đó, tôi biết thì thường thường cái gì cái kinh tôi không xài tiếng Tàu nữa, tại vì mình đã chống Tàu rồi mà còn xài tiếng Tàu tôi cũng cháu tôi con bộ dính cái gì đó, cái tôi cũng là chuyển đổi ra cái gì mà không có xài cái gì được mất đó, đó cái gì hiểu. Cho nên á, sau đó là có cái cô này nghe nói là có ca là nhạc lá cờ thiên hay lắm, phải không? Thành ra sau khi ngưng xong rồi, mời mấy ông đại tá như mấy vị sĩ quan trong này thưởng thức, thì ca cái bản lá, cái lá cờ thiên, mấy ông vui hơn là mình tụng chút này đi, mình chỉ hiểu thôi, mấy ông đều không hiểu, có gì đâu, phải không? Còn chúng á, thì cái ngày đó tôi cũng liền, đó là nghi thức của Phật giáo, ở trong cái tháp địa tạng, lúc đó mình tụng kinh gì cũng được. Còn ở đây là cái gì? Đền thờ anh hùng Diệu Quốc Trung Thân. Cho nên chút nữa là bác sĩ thông cảm ngày mai thì cũng kỹ. Nhưng mà chút nữa là bên đây tôi dành cho bên gia đình sĩ Dũng. Bên đây là Trương Duy Phùng. Rồi tôi ở giữa để tôi thắp nhang, tôi đại diện. Tôi đọc sớ, tôi cung thỉnh hương linh sau đó tôi đọc rồi. Tôi mời dân tôi thì con cháu cùng quyền định dân học vui hơn. Đúng không cái gì? Rồi sau đó tôi cho cái bài Phật ca này ca là cái lá cờ thiên. Thì trong này tất cả mấy ông tướng, mấy ông lính tôi đều vui. Cái gì cái đồng ý với thầy đúng không? Thưa cô sư phụ, thưa quý sư phụ và đồng cô không thì ở đây có thiếu tá Lê Văn Thao chia sẻ một chút xíu tiểu sử của thiếu úy Nguyễn Văn Son là người đã từng cầm rước. Sao hôm nay lại không đem lại Văn Son lên? Quá lắm, mới chôn cất xong gia đình cũng rất là nhiều lo. Mời chúng ta cùng thao chia sẻ chút xíu về cái công lao của chú ý. Thưa thầy, thưa đồng lai, thưa quý vị, tôi là hội trưởng Liên đoàn Quốc gia Việt Nam Cộng hòa Đại Dương Tân và các vị phụ cận ở tại đây. Theo yêu cầu của bạn, tôi xin được nói sơ qua sơ về tiểu sử của thiếu úy cố thiếu úy Nguyễn Đình Sơn, vừa mất năm 5 tháng 6 vừa rồi. Trong các mấy thứ năm vừa qua, cô thiếu úy Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Sơn là trước đây thì khi gia nhập ngành cảnh sát quốc gia năm 1964 thì ông lúc đó là đi hạ sĩ quan, sau này học được học viện cảnh sát quốc gia khóa 8 thì ra trường được thiếu úy. Ông lúc đó thì người hơi lớn tuổi, người sinh ngày 4 tháng 6, 1939. Thì ở lúc ông mất thì hưởng thọ được 82 tuổi. Cho nên khi ra trường, thiếu úy cảnh sát đã phục vụ tại tất cả nhiều quận ở tại đô thành Sài Gòn, cũng như tỉnh gia đình. Rồi cuối cùng thì trở về phục vụ ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia cho đến năm 1975. Ông bị đi tù cải tạo 6 năm cho nên được đi qua Mỹ đoàn tụ cùng với gia đình. Ở đây thì năm 1992 theo WHO số 9, ông gia đình ở tại Indiana 15 năm, từ 1992 cho đến 2007. Thì lúc đó ông thiếu quý Son được hai vợ chồng cùng với năm người con, bốn trai với một gái ở trên đó. Rồi sau này thì 2007 di chuyển về Dương Sơn, nghe nói đây thì nắng ấm cho nên thiếu quý cố thiếu quý đã di chuyển về đây. Thì ở tại Dương Sơn này thì lúc đó còn một đứa con gái là tại Indiana, và bốn người con trai thì di chuyển cùng với hai vợ chồng của cố thiếu quý về Houston ở cho đến ngày 4 tháng 6, ngày 5 tháng 6 vừa qua thì mất tại đây. Chúng tôi rất thiếu quý Sơn là một cái người làm người chồng, người cha, người ông rất là tốt đối với gia đình, chăm lo hết sức vợ con. Vì lúc chị bệnh ung thư bao tử, anh nghỉ làm để mà chăm sóc cho người vợ từ đầu chí cuối, lo lúc giặt đủ nấu ăn nấu uống, giờ thậm chí trở đi bác sĩ nhà thương tất cả.
trong tổ hậu viện này là tên mấy lần như thầy Trọng Lai vừa nói cũng như Mai Cầu Hòa đã đến dưới trong các tình ảnh đây, mỗi lần bên thầy tổ chức cũng như tất cả các đây là anh là một người trong cái tổ hậu viện, chúng tôi rất là nhớ và chúng tôi rất là ghi ơn có thiếu quý sau như vậy. Tại vì hôm nay chúng tôi rất là vui nhớ tới anh. Chúng tôi vừa mới chốc cất vừa rồi cho nên không có kịp được thông báo người dân ông được cho nên mình ảnh lên đây chúng tôi sẽ trình bày cái tại sao kính và tổ chức sao trân trọng cái chào này. Thì khi nghe tin thiếu của cố thiếu quý Sơn mới vừa mất mà ông đã là cái người đã trường lên đây trong cái tó mà lúc đó của kỳ giống như vậy mỗi năm thì tôi rất là xúc động, nhưng mà tôi hỏi tại sao Bác Hòa đưa cái lời để đưa vô đây thì Bác Hòa nói giờ họ mới vừa hạ nguyện rồi bây giờ để chờ cho tham gia họ qua cái cơn bối rối rồi chuẩn bị hình ảnh rồi trong một dịp lần tới khi sư phụ về đó là sẽ thông báo cho Bác Hòa. Mấy cụ bà báo cho chúng ta thao rồi có gia đình ở đây cũng làm có lễ cái đưa một vài người nữa cũng chuyển mỗi lần tôi về thì cũng lúc nào cũng đưa một số vô đâu thì nhưng mà chắc chắn là sẽ đưa cố thiếu quý Sơn vào đâu này để mà tại vì nó lúc sống đã từng đến đây và chết rồi thì thầy của bố là được vào trong cái đền thờ anh hùng vì bố chung thân mà hơn nữa cũng là 6 năm ở trong cái trại tù khổ sai của nó là tôi không dùng trại tù cải tạo đâu, cái gì là cải tạo tôi khổ sai. Không có nói tù cải tạo, mình cải tạo nó hết. Thật sự mình là cải tạo, mình là thành tiêu bản lắm quý vị nha. Mình nói là nhà tôi cổ sai. Cho nên hôm nay đó là bây giờ tôi muốn kiếm cái vui vẻ thì tôi mời hai gia đình nha. Thì trong này tôi mời chung trước khi mình sắp sửa bên đây làm trăm ngày cho bác sĩ Dũng đó, thì chắc chắn là mình xin phép dân lên tổng dành cho mấy ông trước. Rồi bên đây ông Trương Như Cùng thì cũng vậy, rồi những ông mà như là bữa nay đưa vô thì còn có rất nhiều. Thì bữa nay đưa vô là có đại tá Bùi Hộ, rồi có đại tá Nguyễn Xuân Dũng làm trăm ngày, rồi có thiếu tá Vũ Văn Tuyên, rồi có luôn cả Nguyễn Trường Thọ là thứ tá Nguyễn Trường Thọ, có luôn trung lý Cao Phương Nam, là ta là nói chung là chúng ta mời hết, chúng ta mời hết, đại diện mời hết, nhà thì mời gia đình chúng ta cũng xin chuẩn đây cho con quay về hướng về đây, về đây, cái gì con á, nhà. Thì bên đây là thầy sẽ gặp cái sớ của bác Trung Như Cùng. Thầy sẽ mời bác về đây và giữ cái phóng trình này. Thì đây là cái làm chủ là bác đi đây. Thì bác cho con phóng trình của luôn cả ông nội của con nhé. À, tuy nhiên là bữa nay là cái làm này. Trước khi mình cũng mời chủ sứ là Chị Thí Minh. Thì đây là bữa nay là cái chỗ gì cũng như mà đây là cái làm này. Nhưng mà chúng đây thì chưa làm ngày nói cung cơm thì cũng không ưng làm thế nào để nghe được làm thế nào thì chưa đắp thì nói chuyện này chúng cứ thì đến nhà chứ rồi vừa nghe lên khắp cho thầy lúc đây là đường tên kia ba tên kia ba thì thương tên kia ba thì thương con số nội của đại tá 10 hộp hay nữa có đâu.
cho ba thiên chúa. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Các Đại Chứng Minh. Hôm nay tại đền thờ anh hùng vĩ quốc Văn Thanh, con là tỳ kheo Thích Thông Lai làm lễ nhập tháp nhập đền, để cho cư dân trong làng ngày ngày thắp hương tưởng niệm đến tất cả các vị hương linh anh hùng vĩ quốc Văn Thanh. Xin phép tất cả các vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa hy sinh vào giờ thứ 25 ngày 30 tháng 4, gồm có tướng Nguyễn Phan Nam, tướng Phạm Nhân Phú, tướng Lê Văn Hưng, tướng Lê Nguyên Vị, tướng Trần Văn Hai, đại tá Hồ Ngọc Cẩn, trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Lâm, thiếu tá Nguyễn Văn Hà và thiếu tá Lê Anh Tuấn, cùng hàng trăm ngàn quân dân chống dịch Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam. Hàng ngàn sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia đã bị chết trong các trại tù khổ sai của Cộng sản, và 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã đồng minh sát cánh chiến đấu bảo vệ miền Nam. Hôm nay con làm lễ nhập tháp anh hùng vĩ quốc Văn Thanh cho đại tá Trương Như Phùng, đại tá bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, đại tá Bùi Hồng, thiếu tá Vũ Văn Tuyên, trung úy Vũ Văn Dĩnh, thiếu tá Nguyễn Trường Thọ, trung úy Cao Xuân Nam. Hôm nay tưởng nhớ công ơn liệt sĩ anh hùng vĩ quốc Văn Thanh, đồng thời là ngày lễ thất 100 ngày của cố hương linh bác sĩ đại tá Nguyễn Xuân Dũng. Chúng con sắp sửa hai mong phẩm vật hương thơm ngào ngạt cùng tỉnh liệt sĩ hương linh anh hùng vĩ quốc Văn Thanh trở lại đền thờ thọ thực nghe kinh, nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương chúng dường ngôi tam bảo, thề con đời dưỡng đạo theo tự tâm làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kim cương, xa để khổ buồn mê chóng quay về bờ. Nam mô Lục Cung Dược Bồ Tát, Nam mô Lục Cung Dược Bồ Tát, Nam mô Lục Cung Dược Bồ Tát Ma Tát. Bên bàn thờ cánh tay phải của con có một mâm phẩm vật do vợ con của con cháu của cố đại tá Trương Như Phùng thắp nén tâm hương cung thỉnh đại tá trở về đền thờ thọ thực nghe kinh. Bên trái của con là một mâm phẩm vật sự hiện diện của vợ con của cố đại tá Nguyễn Xuân Dũng. Hôm nay cũng là ngày thắp 100 ngày của cố đại tá, vợ con từ xe còn bay qua thắp nén tâm hương cung thỉnh tâm linh cố đại tá Nguyễn Xuân Dũng trở về đền thờ thọ thực nghe kinh. Quý vị gấp thức ăn vào trong ba bát luôn, rồi chia ra cho mọi người ăn một bát, gấp thức ăn vào đó. Hôm nay tấm lòng thành của tâm ni cư sĩ cũng là chỉ đà con ru, sắp sửa hai mong phật vật trước trình lên chư vị anh hùng vĩ quốc Văn Thanh, cùng thỉnh được vị hội tụ về đây dự đàn thi thần nguyện nhờ Phật lực công kinh sớm được siêu sanh tịnh độ, ngưỡng vọng năng đức cao về từ quỷ gia hộ. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Tát. Đức Phật dạy rằng pháp lực bất tư nghi lòng từ bi
chứ tâm lòng từ bi là thành chú của Phật, chỉ cần bài hạt gạo có thể biến thành Phật vật mười phương. Phổ thi cho xa giới cho tất cả các chiến sĩ tận nhân đồng bào tử nạn. Chứ vị anh hùng chỉ có trong thân được ăn vị ăn linh từ cho đến hôm nay, được ăn trên công đức biển thờ ta chú năm mô thân ma. Oh.
vị thấy tôi tụng toàn là tiếng Việt Nam không quý vị? Quý vị hiểu, mấy vị này mới hiểu tụng tiếng Phạm, tiếng Độ hay là tiếng Tàu không có tụng nữa. Tụng tiếng Việt. Bây giờ là để chấm dứt chương trình. Và sau khi mời quý vị làm một ca lên ca tập lát đầu tiên, thầy sẽ mời tất cả những chúng xuống cây đường để ăn cơm chay với hệ thống thiện nguyện. Cũng như dịp ngày thứ sáu mà qua từ đây thì đây kính chúc cho tất cả quý vị ca một ngày ca luôn luôn là ngày ca tốt lành, là những người cha của chúng con và những người quân đội Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn ngưỡng mộ và tái mãi ngưỡng mộ, không những là đặc biệt thêm ngày hôm nay và sẽ mãi mãi và trong một cơm nó được phép với sư phụ thì cũng vẫn hát những nhạc phẩm đánh chồng tương lai, không phải hôm nay phải cầu mong chúng ta làm đúng, không phải đến đây mà hàng
hàng ngàn anh em chị thịnh vang được nơi an nghỉ rất hạnh phúc và rất vinh dự cho của gia đình mình cố là con chân trời xa nhà họ thường và xin chúng tôi kính ơn người dân miền tây chia bãi và thăm sức khỏe họ thường cũng cầu mong những cái đêm nay chúng tôi chung này thời gian này vị trí cầu tài mạng cho tất cả những người quốc gia nhà hậu sản ở khắp nơi để chia bãi con thầy. Một phát bổ sung cho những cô bà trong gia đình của cố đại tá Trung Kiên Phương lên nói những lời cảm tạ là cái điều xúc động khi mà người chiến hữu cũng như là một cái người thân đã được ở đây và một sự vinh dự mà tôi đã nói là không phải các đại tá của chỗ ấy binh gì mà vẫn chiến đấu cứu dân với tinh thần dân dự trách nhiệm chiến đấu đó thành ra là bất công tôi cái gì anh chị đều biết rõ là tôi chỉ nghe các vị mà sĩ quan mà quá đời là tôi từ đó và tôi đưa thì tôi tự cứu lấy chứ không như trong này là có cái ông mà cái trường thọ nè nó rõ ràng có vợ con gì hết vợ con gọi tiếng tôi chưa bao giờ tôi biết mặt ông bà đời mà vợ con chưa từng đi chùa tôi nữa chẳng phải là đi chùa tôi đâu tại vì tôi nghĩ là tôi biết rồi đã có rồi cái điều kiện mà tôi đến hội niệm cho người đó mà nghe người đó là cô cũng như là trong bà tôi rồi còn nói nữa tôi sẽ nói về nào đúng rồi cái đó là cái trả ơn rõ ràng nhất là người ta hy sinh xương máu để cho mình đi ở chùa mình tu thì bây giờ này mình phải nhớ ơn người ta mà tôi nhìn tôi không có cái chỗ nào mà họ dành một chỗ trang nghiêm như chỗ này cái gì biết rằng ví dụ cái gì làm lễ tưởng niệm thì cái gì sau đó cái gì cũng thay hội chùa cũng cái gì cứu lần này là cái gì vô đây là coi như lai tham được không có một cái sự nào mà nó rồi cái đề cúng kiến gì thì mọi lần vô vậy là nói chung đó đó rồi chúng tôi bây giờ nhường lại cái máy cho con trai của bác sĩ Nguyễn Sĩ Dũng tôi nói rõ luôn bác sĩ Dũng này đó, tôi biết ổng là tại vì tôi biết ổng chống cộng ngay với cộng đồng tôn giáo không phải là chủ tù nha nhưng mà ổng chiến đấu miệt mài mỗi một lần biểu tình ra một lần về cờ vàng là bất cứ cái gì ổng được đi hết mặc dù là bác sĩ rồi mà vợ ổng cũng không phải là chủ tù nữa nên mười mấy người này bà con khi mà ba nó chưa nó không biết mặt tôi mặc dù nó ở ngay xưa rồi nhưng mà khi mà tôi đang ở dưới chân đi tôi lên một cái đám thì bà vợ lại gọi lên thầy ơi ông xã con không có ước nguyện là làm sao được cái thầy lo cho ông được cái cuộc đời tụng kinh này kia mà còn nếu không á mà không có thầy quốc gia thì thà là ông xã cũng như là không muốn nhận quốc gia nào hết mà tôi nghe ông nói cái câu đó phải không bà nói là chồng con áo lên đệ tử tôi luôn nha tới giờ thì chưa phải đệ tử đó mà con tiếp rồi chỗ ăn chỗ ở cái đứa này cũng chưa phải đệ tử nữa nhưng mà khi mà nghe con nói tôi biết ông là cái người hoạt động là ở trong đơn vị tôi biết ông là chủ tịch cộng đồng nguyện quốc gia và ông cũng thề không bao giờ về Việt Nam và ông không phải là một vật ông đi chỗ nào mà có người nhà mà ông đi rồi là nó nói ngại quá chồng con không phải đệ tử thầy mà con cũng chưa bao giờ đến chùa thầy chưa biết chùa tôi là ở tổ đình tôi có cái tập viên bộ ở bên chia tàu tôi nói khỏi cần ngay cái buổi dịch tôi lên tôi làm gì bữa nay là trong ngày cái gì cũng trong ngày thứ chỉ còn nặng lắm tôi lên tôi thủ kinh rồi tôi đưa về tôi cũng thất rồi tôi đưa hình xuống làm cái gà có cái gì nữa rồi tôi gửi sớm tới nơi tụ và nhiều người đến tôi sống chết nữa đệ tử của thầy thầy lo thì cái đó là bổn phận còn cái này á ông này ông là chiến hữu ông không phải đệ tử thầy nhưng mà chiến hữu cùng là lý tưởng chống cộng cùng là đã từng phục vụ đã từng ở tù với chiến cộng rồi thành ra những người này khỏi cần đó là thầy một tôi mà tính thầy lo đó là cái gì tôi chưa phải đi tuyển tôi mà bà vợ ông chưa phải là tôi tiếp đón nhiều khi ở trong này tôi tưởng là cái là để tuyển đồ đó tôi dự thiện cũng tưởng mà tôi đâu có dám nói gì là cái bà này bà hết tuổi sao đâu thầy cho nó đi tuyển đồ á bây giờ thay cái phòng cho ngon mà mới làm cho ngon rồi vô đây cho lo đầy đủ cho đó ông nó phải là thầy con cảm tha cháu tên là Nguyễn Xuân Anh Hùng, con trai trưởng của bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng. Hôm nay xin đại diện cho gia đình cháu cảm ơn các thầy, các chú bác trong lực lượng quân đội và các chú bác cộng đồng đã đến đây dự một cái lễ đưa hồn ba cháu và các
thầy nói đó, thầy nguyện trăm ngàn phút chứng nhận đó, đó là thực sự mới là cảm ơn quý vị đó, đó là nói rõ luôn. Đây chúng ta cũng thấy có trao đổi của đại tá Bùi Hồng, rồi xuống đây thì có một mình đâu, cái hàng mình đây, cái mình đây. Cảm ơn. Nhà có trao đổi của ông Bùi Hồng. Xin cảm ơn quý thầy, xin cảm ơn quý cô chú anh chị của những năm vừa qua đã đưa hương lên cô và con dâu lên. Nhưng mà không phải lúc là bình đẳng, nhiều người không điện tử nhưng mà cứ dính líu tới gì trong cùng và là tôi đem cho tôi lo cho anh chứ nhé. Con nói gì? Yeah.
thể lo được. Cái này mình có mấy cái trận cũng ở đây rồi, cái bác nhiều lắm, bác tìm cầu ở đây bây giờ là không có đi. Ở đây, ở Indio, ở San Jose, đây là làng ai là Lưu Bông, thì Lưu Bông đó. Ngày xưa có một cái chùa ở San Jose, sau đó cái chùa đó là công hiến cho hệ thống thuần thần nguyên, nhưng mà vì cái sự mà họ nói rằng đó, cho tôi cho họ nó phải bảo đó siêu quốc gia. Tôi nói tôi cộng sản không được trời chung, một là chùa là chùa quốc gia, hai là chùa là chùa quốc gia. Nếu mà tôi ở đây thì dứt khoát là không có một tên quốc gia, quốc gia Việt Nam ra. Cái chùa cộng sản không chịu tôi bỏ ngay, bỏ ngay, bỏ rồi mà trong chùa hoàng không có phúc. Từ chùa từ chức chùa thì nó cũng thể hiện rõ này. Một đại thí chủ cũng tôi. Nhưng mà cũng sang bởi nó nói là cho bởi quý sư ở Việt Nam và tôi nói dứt khoát là không có hòa hợp bài giải gì cầu cái gì cầu. Như là thiệu nó là không có bài giải hòa hợp nữa. Một là quốc sản, hai là quốc gia. Thì lúc đó là tôi từ bỏ. Tôi đi lang thang của một tử hiệu tên này nè. Họ thấy tôi vậy là gọi nó bây giờ thì làm chùa ở đây, nhưng tôi làm chứ một chùa. Tại sao thì thấy bà già, tôi đi nói xin hôn nó chết tội quá. Mà ở đây chùa hiểu biết mấy người trẻ, mấy bà già có gì đâu biết. Tôi muốn kêu mấy bà già từ trăm tuổi lên xuống là tôi nhận hết 100% là tôi không nhận. Thành ra họ cũng lập cùng nhau là 12.000, 3.000 này, con này là ông trưởng đàn là cũng là một trong những người thứ đầu tiên. Rồi họ đóng vô mua cái đèn, cái đường, cứ mấy hệ năng trùng mẫu cái đường mà tôi không biết cái gì ở Sơn Tân mà tôi điều mạng cái gì. Tôi điều mạng tôi mua rồi tôi lập từ 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 mẫu đất không có thì mọi bà già đóng 12.000. Cái là, và bây giờ là thành như vậy thì biết rồi thì cộng với trà đổ nó đánh phá liên tục đánh phá luôn có 10 năm nay, nhưng mà rồi có cái hàng một thấp mà tôi tin rằng cái này rất là lên cũng như việc cộng và trà đổ như đây là từ đầu thôi là cũng có người nhìn nhận ra có người mới phát biểu là thành ra tôi tin cái này lắm, nghĩa là mấy ông này là bảo đảm là coi như là cứ lo cho cái ông này làm cái ông lúc nào cũng bảo vệ cái điều này. Mà nó chỉ lên thiên, tức là trong này có một cái ông thờ ở đây là tại sao vậy? Cái gì cái ông này cũng bị lý, tại sao thờ ở đây? Ông này là Đại Tá Bảo, ông là đại tứ đồ trưởng sư đồ Trang Nam của mình. Ông chết ở bài chạy tù của Việt Cộng của Lạc năm 77. Thì con trai của anh đây là Tư Lạc, con dâu của Tư Lạc. Mà Tư Lạc là họ cứng rắn trong một giáo của những cái đồng hồ, không có dính líu gì hết, thờ tử hết. Thì bữa đấy đi đến cấu cảm đi cấu rồi không dựng gặp chồng một cái lý luận rồi để lộ mà cái mã của bạn ta thì không nói ra thử đi lên đây lý luận rồi lúc đó là cũng như là làm nha, mà nói với thằng con thì con dâu nói là 5 năm nữa có một thầy sư ra về cái sự con mở ra cái làm con đó có được thờ tổ thì đưa ra vô đó, mà lúc đó tôi chưa có làm, tôi chưa có chùa nữa mà ông nói trước 5 năm rồi sau đó thằng con trai nó cũng tên cái hồi là tôi làm đây bắt đầu được làm cái đá đầu tiên thì bắt đầu xây dựng cái này thì ông nhập vô cái đó mày đi qua đó đi sau đó thì 5 năm rồi bắt đầu đưa vô thành ra từ chỗ đó mà tôi cũng biết ông là tại vì ông biết trước tôi sẽ làm cái làm mà ông nói trước thì nên được chúng 5 năm thành ra nguyên gia đình nữa là tên làm nó được trở lại cái đầu đó tại sao tôi không vô ông chỉ cho gia đình ông 5 năm tôi chưa có làm gì lên như vậy đó. Và bữa đó tôi cũng biết mặt ông còn sống của dâu nó không biết mặt của chồng là của chồng chết cái này cái tạo một quan điểm nó lấy thì đang nói về tự nhiên bữa đó đài CBS nó chiếu về 3 tháng 4 nó chiếu cái trận sư đồ Cam Tâm đang đánh tới quốc lộ 13 thì có ông đang cầm máy liên hồn, ông cầm máy liên hồn ông nói chuyện với cái miệng đánh ở những ngày cuối cùng của ngày 3 tháng 4 thành rất là hay. Thành cái làm này là ông đã đấu trước 5 năm ông có bị chờ tới tương lai mở cái làm mới đi có đường thờ có một kia rồi mày cứ đi này đưa mày vô không ông mà đúng ông mà không phải ông đợi lúc bảo này ok chắc sẽ là mời ba quốc gia hội nghị bên trên này để nói lên cái tinh thần của lá cờ khi do hai đại sứ hoàng từ thành phố hiến thành sáng tác trước khi là chia sẻ những chia sẻ một tin bí mật của mình. Sư phụ tương lai chúng ta trong cái trường lớp trường lớp 7 tuổi rồi chúng tôi đi theo tương lai đó thì có những
có một lần tôi nhớ là khi mà pháp hội ở San Jose là A Di Đà lúc hôm sau đó thì có một cái tiếng gọi điện thoại sư phụ cần sư phụ đến nội niệm cho một người sắp sửa phải không? Cái đêm đó thì hai anh trò cùng ở trong một cái hạt của cái phòng, mà sáng hôm sau thì tôi phải đi về lại Houston và thầy đi cả đêm hôm đó lúc mà hoàn cảnh cái chức vụ pháp hội xong thầy đi cả đêm ở đây cuối cùng trong phòng mình nằm không dám ngủ mình đợi sư phụ để chào sư phụ rồi bay, nhưng mà sư phụ đã đi một mình cả đêm nghe người đó là chỉ là người dân cộng hòa không đó là người nói vậy rồi dù và từ xưa qua là đã bảo chỉ ái mộ tôi ông đi về ông cái đường ông nằm trong cái national mà tôi nói ok đi vô thì tôi đứng 8 tiếng tôi tụng tổng dài dòng để lên cái bộ xá lợi ngay ở bên thầy hội nghiệp xong thiếu tá thầy hội nghiệp xong về đó tôi bị tôi tưởng tượng là ngày xưa mình có đến mình chơi răng mình chích nước là vô tôi không có làm đấy có phùng lên nhớ không thì ở đây nó chân tay của thầy phùng lên hết thầy đứng 8 tiếng đồng hồ về hội nghiệp không ngủ không gì hết thầy có hơi vừa kêu thầy vô không lấy để rồi xong đó là chào hai cậu bạn đi về lấy sinh. Thưa quý vị, đây thượng tọa Thích Tùng Lâm và đi thẳng tới đây nhà họ lá cờ thiên xin thay mặt và ba người cao hùng biệt kính chào thượng tọa Thanh Lai hoặc thượng các hội đoàn cùng các quý quan khách. Đây là đền thờ cho nên ba người cao hùng biệt trong áo dài để Việt Nam Cộng Hòa và xin kính tặng thầy Thích Thông Lai cùng tất cả quý vị nhạc phẩm lá cờ thiêng của ca nhạc sĩ Hoàng Tử. Xin kính mời. Quê hương
việc sẽ còn nhiều giàn khó nữa. Bây giờ mời tất cả quý vị cùng những bước đến ngã để chúng ta cùng nhau sẽ có những bước cay thật ngon cho là đã quên.